được sống còn. Khó thay nghe diệu pháp, khó thay Phật ra đời. Bản dịch của ngài Minh Châu. Hiếm thay sanh được làm người, hiếm thay sống được một đời lành trong, hiếm thay nghe pháp chánh tông, hiếm thay vì Phật trần hồng đản sanh. À, bản phổ thơ của ngài dưới đức Nam Mô Phật Thà. Dạ, con xin xuống mic. À, mến mời sít Ái Minh. Dạ, sa thú lành thay. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh, đầy đức pháp tính, đầy đức tuệ nhẫn, cô tu nữ Thammachari, cô tu nữ tuệ duyên. Kính chào quý anh chị. Dạ, con cảm ơn cô Tuệ Duyên, cảm ơn chị Rạng Đông, cô Từ Mẫn đã cho biết rõ âm thanh. Con xin phép được trải bài câu pháp cú số 182. Kicchu manusabba ti la phù Kicchang ma cha na chi vi tăng Kicchang sát tham ma sa quát năng Kicchu bút tha năng úp bà đồ Chô manusa bát tị bà phô kích chàng mát chà na chì vi tăng kích chàng sát thầm mát sa quát năng kích chô vút tha năng ức bà đồ Kinh chô manusa bát tị la phô kích chàng mát chà na chì vi tăng kinh chàng sát thầm mát sa quát năng Kỳ chớ vừa tha năng ấp ba đồ khó thay được làm người, khó thay được sống còn, khó thay nghe diệu pháp, khó thay Phật ra đời. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Kinh chớ manu sa ba tí la phô Kinh chăng man cha na chi quy tăng Kinh chăng sát thâm ma sa qua năng Kinh chơ vươn tha năng ôm ba đồ Kinh chơ manusa bát tị là phù không đúng Kinh chơ manusa bát tị là phù Kinh chăng mấy tăng na chi tăng Kinh chăng sát thâm ma sa qua năng Kinh chô bút tha năng ức bà đồ hiếm thay sanh được làm người hiếm thay sống được một đời lành trong hiếm thay nghe pháp chánh tông hiếm thay vị Phật trần hồng giáng sinh phổ thơ của hòa thượng giới đức dạ bây giờ con kính mời cô Tuệ Duyên hoặc là cô tu nữ Thanh Mới cho đi được không ạ? À? Con kính dâng nhất lại đạo tràng. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, thank you, xin ai mình cho biết tín hiệu. Con Từ Mẫn, con xin cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức giáo pháp, ân đức tăng. Con kính lễ đại đức Pháp Tính, đại đức Quy Niệm, à, đại đức là con sám hối, đại đức Tuệ Nhẫn, và quân Bát Vát Tha Na. À, cô tu nữ Thammachari và cô tu nữ Tuệ Duyên cùng quý sister với Xích Rạng Đông, Xích Ái Minh, Xích Nghe Pháp, Xích Lạc Lê vân vân. Dạ con xin trả bài câu 182. Dạ hôm nay máy móc con hư hết rồi cho nên con chỉ xài cái phone nhỏ thôi. Dạ đạo tràng có nghe được tín hiệu con. Dạ xa thủ.
Kicho manusabati latho kicchang macchā jivitang kicchang sattham massa vanang kicho buddhanang ubbado kicho manusabati latho kicchang macchā na kích chẳng sắc thầm mát xa hoa năng kích chỗ bút tha năng úc ba đồ kích chỗ manu sa bạc tì lạ thổ kích chẳng ma cha na di huy tăng kích chẳng sắc thầm mát xa hoa năng kích chỗ bút tha năng úc ba đồ. Khó thay được làm người, khó thay được sống còn, khó thay nghe diệu pháp, có thay Phật ra đời. Hòa thượng Thích Minh Châu 182. Hiếm thay sanh được làm người, hiếm thay sống được một đời lành trong, hiếm thay nghe pháp chánh tông, hiếm thay vị Phật Trần Hồng đản sinh hòa thượng giới đức. Kitcho manun sa bạc thì là thô kích chẳng mà cha na di vi tăng kích chẳng sắc thăm mà xa hoa năng kích cho bụt tha năng ba kính châu ma nút xa bạc thì là kính chăng mát cha na quỳ di chi tăng na di quỳ tăng kính chăng sắc thăm ma sắc hoa năng kính chôn tha năng úp ba đồ kích châu ma nút xa bạc tỳ là thô kích chăng ma cha na quỳ chi quỳ tăng kích chăng sắc thăm ma sắc hoa năng kích châu bụt tha năng ôm ba đồ kích châu ma nút xa ba tỳ là thô kích chẳng mát cha na di quý tăng kích chẳng sắc thăm ma sắc hoa năng kích châu bụt tha năng ôm ba đồ. Khó thay được làm người, khó thay được sống còn, khó thay nghe diệu pháp, khó thay Phật ra đời. Hòa thượng Thích Minh Châu 182. Hiếm thay sanh được làm người, hiếm thay sống được một đời lành trong, hiếm thay nghe pháp chánh tông, hiếm thay vị Phật Hồng Đạt Trần Hồng đản sinh hòa thượng giới đức. Dạ từ mận con thành kính tri ân quý sư và quý đạo tràng, con xin nhường mic lại cho quý đạo hữu kế tiếp. Nam mô Bụt Tha. Dạ biết nghe được đọc rồi. Đại đức tự nhiên cùng chư tôn đức tăng kính lễ cô tu nữ Tham Ma Chari Lý, cô tu nữ Tỷ Duyên kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn Sít An Ninh chị Đặng Đông cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kệ câu kinh Pháp Cú số 182 ạ. Dạ, kính chào Vinh Quá Thanh Á. Kịch cho ma nu sập bát tỳ la po
kính chăng mắt cha na chi vi tăng kính chăng sát thăm mà sa và năng kích cho bút tha năng u ba đô kích cho ma nút sập ba ti la po kích chăng mắt cha na chi vi tăng kích chăng sa thăm mà sa và năng kích cho bút tha năng u ba đô. Khó thai được làm người, khó thai được sống còn, khó thai nghe diệu pháp, khó thai Phật ra đời. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kịch chô ma nút sập ba ti la bố, kịch chăng mát cha na chi vi tăng, kịch chăng sát thăm mà sát quá năng, kịch chô bụt tha năng úp ba đô. Hiếm thai sanh được làm người, hiếm thai sống được một đời lành trong, hiếm thai nghe pháp chánh tông, hiếm thai vị Phật trần hồng đản sanh. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã kể xong, con xin gửi mic lại cho đạo tràng. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ hôm nay con xin phép quý sư và quý đạo tràng cho phép con được đọc bài thỉnh Pháp Sư. Chỉ only one ngày nay thôi ạ. Dạ. Xà thủ xin rạng đồng. Nam mô ta sa pha ra hoa tô a ra ha tô sam ma sam bút ta sa Nam mô ta sa pha ra hoa tô a ra ha tô sam ma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ramma cha lo ca thi ba ti sa ham ba ti ca tan cha li an thi wa rang a ya cha tha sang ti ta sang ta ba ra yap ca ya ti ca Dê xê tu thăm măng à nụ khâm bi măng ba chân Sắc thầm mà bê rìm quỳ na chân cha ca dân Sụng tên cha bằng thăm à đi thăm ma chăm măng A à, tô
ta văn tô cha tu sắc cha đằng đằng ba phô pa nay ye ba ri sa ya mạch chê. Ê quang sa ham ba ti ram ma pa ga quang tăng a ya cha tha tu hi pa quê na tăng bún thâu ca rung nê na ti hoa sa ya tăng hà chúng ta ya ba đê na mi gà đa văn ta tô gà tô bành cha hoa gia đa vô này về a măng bà dê si thăm ma tô ta tô bà phu ti sầm bún thô anu na tham ma de sa nang pa ga wa sa ni de se si sắc ta nang ác tha sinh đa khâm tê na sa thu ai vô phần tê về se tu tham măng về sa nang sa ba di tha ba ri sa ya nu cam bấm bi ca ta về nam mô bút thầy giá và con đã đọc xong bài thỉnh pháp sư và đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh và con thành kính cung thỉnh đại đức tuệ nhận từ bi quan hỷ đăng đàn thuyết pháp cho chúng con bài học hôm nay. Dạ nam mô Bụt Thầy Dạ, con xin xuống mít cảm ơn quý sư và quý đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ, nam mô Tham Ma Dạ, nam mô Sang Kha Dạ. Vào giờ này con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ơn đức ba ngôi tam bảo. Arahang samma sambuddho phagawa buddhang phagawantang afiwa demi swakato phagawata thammo thammang namassami supanno phagawato sawakasangho sankhang namassami. Con nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ơn đức ba ngôi tam bảo. Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tập vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Những ai có niềm tin chân chánh thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ đạt được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo hạt giống lành đến Tăng Bảo sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, nhất là sớm thành tựu các ba la mật, liễu ngộ niết bàn, đồng đều nhau cả thấy. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử, tất cả chư thiên, đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, mong cho tất cả quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và sớm điểm ngộ được niết bàn, đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Dạ, hôm nay chúng ta tiếp tục học câu kệ số 183 về cái phẩm Đức Phật. Chúng ta biết là thực sự những cái câu kệ này nó ngắn gọn nhưng mà nó vô cùng là sâu sắc, nên là rất khó mà để đi vào được. Và chúng con chỉ nói những cái gì mà thực sự hiểu từng chút một thôi.
chứ mình không có dám nói về cái mộng tưởng xa xôi những cái này cái kia đó, thì nó thực sự là mình nói kiểu đó thì nó rất là nguy hại cho mình, và mình sẽ không bao giờ tiệm cận được giáo pháp của Đức Phật. Nên là quý vị thông cảm. Bây giờ thì chúng ta đi vào trích nghĩa từ vựng cái bài kệ này. Cái câu kệ số 183 đúng ra là nó có ba ba bài kệ, 183, 184, 100 trong một cái tích truyện này nó mới đủ đầy. Nhưng mà vì chúng ta học mỗi ngày một câu kệ, do vậy thì chúng ta hãy ở trong cái câu kệ này, và trước khi đi vào thì chúng con xin trích nghĩa từ vựng. Và câu kệ này thì có bốn đoạn. Đoạn thứ nhất là Sappa Pa Pát Sát Ác Các Lăng Năng. Đoạn thứ hai là Cú Xá Lát Xá Appa Sam Bát Tí. Đoạn kệ thứ ba là Sachitta Pari Vô Đá Pát Năng. Đoạn thứ tư là Ê Tăng Bút Năng Sa Sa Năng. Nghĩa việc là sự không làm mọi điều ác, sự thành tựu của việc lành, sự thanh lọc tâm của mình, điều này là lời giáo huấn của chư Phật. Cái từ Sappa Pa Pát Xá thì chúng ta biết là cái từ đó là một cái hợp từ Sappa cộng với Pa Pát. Nó là một cái nhóm từ trung tính mà ở đây chia theo sở thuộc cách là của mọi cái điều ác. Sappa tức là chỉ cho tất cả hay là mọi điều. Còn cái từ papa, danh từ trung tánh chỉ cho những cái điều ác, những cái việc làm ác. Mà ở đây là do thân, khẩu, ý trong đời sống hàng ngày của chúng ta rất đỗi bình dị đó. Tiếp theo nữa là cái từ Ekarapa. Ekarapa. Đó là một cái danh từ trung tánh, ở đây chia theo chủ cách là sự không làm. Á tức là không, còn Karana này thì nó cũng đồng nghĩa với lại cái động từ các tí. Nhưng mà ở đây nó là một cái danh từ trung tánh. Nó cũng có cái nghĩa là việc làm, Karana. Căn của nó là căn rác, căn cát, cộng với aná. Nó là một cái danh từ trung tánh là việc làm. Còn cái từ cú xá lá thì chúng ta biết rồi. Cú xá lá tức là những cái việc làm thiện bằng thân khẩu ý. Và việc thiện ở đây thì chúng ta biết là gồm có 10 cái việc làm thiện, như là bố thí, trì giới, xuất gia, tu tín, rồi là hồi hướng phước, tùy hỷ phước, nghe pháp, thuyết pháp, chi kiến, và tiếp theo nữa là tu tập chỉ tịnh và thiền quán trong cái bài kệ này, là các điều thiện đó. Kusalasa là một cái tính từ, quên, xin lỗi, nó là một cái danh từ trung tánh mà chia theo sở thuộc cách là của những cái việc lành, cái việc thiện, việc lành, việc thiện. Và cái từ tiếp theo là Upasampada. Upasampada là một cái danh từ lữ tánh chia theo chủ cách là cái sự thành tựu hay là cái việc trau dồi, cái việc chuyên tâm. Ú bá tức là gần. Tiếp đầu ngữ săn là
là có cái nghĩa là cũng hoàn toàn. Căn pháp của nó tức là đi đến, đi đến. Và tiếp theo là cái từ Vachitta Pari Yoda Panang, là cái sự thanh lọc tâm của mình. Cái từ Sachitta Pariyoda Panang nó là một cái nhóm từ, ở đây là trung tâm mà chia theo chủ cấp, là sự thanh lọc tâm của mình. Sachitta tức là cái danh từ trung tâm, là tâm của mình. Còn cái từ xá là một cái tính từ, nó bổ nghĩa là chính mình, với mình. Chitta là cái danh từ trung tâm chỉ cho tâm. Và chúng ta biết là không có cái gì khó bằng thanh lọc tâm của mình hết. Và tiếp theo nữa là cái từ Pariyodhapana, là một cái danh từ trung tánh. Nghĩa của nó là sự thanh lọc hay việc thanh tịnh, việc thanh tịnh. Pariyodhapeti, Odhapeti. Cái tiếp đầu ngữ của nó là Pari tức là xung quanh. Cái căn của nó là căn đá. Ô đá pê tí này tức là lau chùi. Lau chùi. Và tiếp theo nữa là cái từ ê tăng bút tha ná sa sa năng. Điều này là lời giáo huấn của chư Phật. Ê tăng tức ê tá ở đây, đó là một cái đại từ trung tánh chủ cấp, nghĩa của nó chỉ cho điều này. Từ bút tha ná, bút tha ná tức là bút thá, là danh từ lam tánh sở thuộc cấp, có nghĩa là của chư Phật, tức là những cái lời dạy của chư Phật. Căn bút là sự hiểu biết giác ngộ. Và tiếp theo cái câu cuối là sa sa năng. Sa sa năng là cái căn của nó là căn sa, cộng với atta, anna. Nó là một cái danh từ trung tánh chia theo chủ cấp, là lời giáo huấn hay là lời dạy hay là lời khuyên bảo. Và ở đây Ngài Thượng Thích Minh Châu dịch theo thể năm kệ là: không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Đó là cái nghĩa của bài kệ này. Và chúng ta đi qua cái giai đoạn thứ hai, đó là cái tích truyện. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, cái bài kệ, cái tích truyện này nó gồm có ba cái câu kệ mà Đức Phật thuyết, Đức Phật nói về chư Phật từ quá khứ, hiện tại và vị lai. Trong một cái bài kệ, một cái câu chuyện, Đức Phật nó có ba cái câu kệ là 183, 184, 185. Thì con xin đọc đến chư tăng và quý vị để quý vị nắm rõ được. Câu thứ nhất là sappa papassa akaranam kusalassa apasambada sacitta pariyodhapanam etang buddhanam sasanam. Không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Câu số 184 là khanti paramang tapo titikha nibbanang paramang vadanti buddha nahi pappacitto paru bhakhati nasamano hoti
Phát răng Vê hí Tháp danh tô. Chư Phật thường giảng dạy nhẫn khổ hạnh tối thượng, niết bàn quả tối thượng, xuất gia không phá người, sa môn không hại người. Câu số 185 là Anu Phát Hoa Đô Anu Phát Ga Tô Pati Mốc Khê Chát Sang Hoa Rô Mát Tanh Nhú Ta Chát Phát Tát Vinh Pan Tanh Chát Sayya Na Sát Năng Athichite Chát A Yogo Ê Tăng Bút Tha Nát Sa Sát Năng. Không phỉ bán phá hoại, hộ trì giới căn bản. Ăn uống có tiết độ, sàng tọa chỗ nhàn tịnh, chuyên chú tăng thượng tâm. Chính lời chư Phật dạy. Và những cái kệ ngôn này được tôn thuyết khi mà Ngài ngự tại cái chùa Chetavana và đề cập đến cái câu hỏi của Ngài trưởng lão Ananda. Và một cái hôm thì Ngài trưởng lão Ananda, Ngài ngồi ở cái nơi chỗ ngủ ban ngày và Ngài khởi lên cái ý nghĩ ở nơi tâm là không biết bậc đạo sư, Ngài chỉ tuyên thuyết về bảy cái sự kiện của mỗi vị Phật, là nói về cha là như thế nào, mẹ là như thế nào, tuổi thọ của Đức Phật vào thời kỳ của Đức Phật như thế nào, cây bồ đề, cây giác ngộ là như thế nào, có tên là gì, rồi là cuộc đại hội thánh tăng, rồi Ngài kể về những cái vị thượng thủ thinh văn, những cái tên thượng thủ thinh văn của các chư Phật, và Ngài kể về những cái đại thí chủ của các chư Phật, cúng dường đến chư tăng và lân đỡ giáo pháp, Ngài đi thuyết giảng nào. Nhưng mà Ngài không nói về cái lễ Uposatha của chư Phật quá khứ, có giống như là Uposatha của Đức Thế Tôn hiện tại chăng, hay là có cái sự khác biệt gì. Thì khi mà tâm của Ngài khởi lên như vậy thì Ngài mới liền đi đến nơi Đức Thế Tôn ngự và đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, thì Ngài trình cái câu hỏi của Ngài, cái sự suy nghĩ của mình đến Đức Thế Tôn, và nhân tiện đó thì Đức Thế Tôn giảng rằng là chư Phật quá khứ thì có khác biệt về thời gian, tức là có chư Phật thì Ngài thọ mạng rất là lâu, giáo pháp của Ngài rất là dài, mà lời dạy thì không có sai khác. Ngài mới nói rằng bậc chánh đẳng, chánh giác Vipassi thì nói về cái lễ Uposatha đó thì là 7 năm. Tức là một lần mà chư hội thánh tăng mà tụng tuyên ngôn giới bổn ba tí múc khá đó, ngày Uposatha thì 7 năm mới là một lần, vì lời giáo huấn của Ngài chỉ ban trong một ngày thì được tồn tại cả 7 năm. Còn bậc chánh đẳng chánh giác Xí Khi và đấng chánh đẳng chánh giác Vesaphu thì cứ 6 năm thì Ngài hành Uposatha một lần. Vì cái lời giáo giới của Ngài chỉ trong một ngày thì nó được tồn tại suốt 6 năm. Rồi bậc chánh đẳng chánh giác Các Cú Sanh Thá và đấng chánh đẳng chánh giác Kona Gamana thì cứ mỗi một năm thì Ngài hành Uposatha có một lần. Sau đó Ngài giáo giới của Ngài chỉ trong một cái ngày đó thì được tồn tại suốt một năm. Và đấng chánh dẫn chánh giác Kassapa thì cứ 6 tháng thì Ngài ban hành giáo giới một lần.
giáo giới trong một ngày của Ngài thì được tồn tại suốt 6 tháng. Và Đức Thế Tôn mới thuyết lên cái sự sai biệt về thời gian ban giáo giới của chư Phật quá khứ. Rồi Ngài mới dạy rằng là còn Uposatthá của Đấng Như Lai hiện tại đó thì cứ nửa tháng thi hành một lần. Do vậy là chúng ta biết là chư Tăng bây giờ vẫn còn hành cái lễ Uposatthá như Đức Thế Tôn đã dạy, cứ nửa tháng thì chư Tăng nên sám hối và tụng đọc giới bổn và nghe vị trưởng lão lớn tuổi, đức hạnh và các ngài mới giáo giới, sắp tấn chư tỳ kheo và những cái người tu học ở trong tự viện hay trong chùa một lần. Chứ còn chư tăng thì một hai ngày sám hối với nhau, hay là từ sáng đến chiều có đôi khi sám hối hai ba lần, cảm thấy mình có những cái ý nghĩ lỗi lầm, thì cái đó là cái cá nhân. Còn chư tăng tụ hội mà tụng giới bổn Uposatthá đó thì cứ nửa tháng là một lần ha. Là của Đấng Như Lai hiện tại thì cứ nửa tháng thì thi hành một lần, vì lời dạy của Như Lai chỉ trong một ngày thì được tồn tại suốt nửa tháng. Này Ananda, còn tất cả lời giáo huấn của chư Phật thì đều như nhau cả. Đều như nhau là tất cả những lời giáo huấn của chư Phật thì Ngài đều khuyên, mỗi cái lời khuyên đó là gì? Là không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch chính lời chư Phật dạy. Chư Phật thường giảng dạy nhẫn khổ hạnh tối thượng, niết bàn quả tối thượng, xuất gia không phá người, sa môn không hại người, không phỉ báng phá hoại, hộ giới căn bản, ăn uống có tiết độ, sàng tọa chỗ nhàn tịnh, chuyên chú tăng thượng tâm chính lời chư Phật dạy. Lời giáo huấn của chư Phật thì đều giống nhau, nhưng mà cái thời gian mà hành lễ Uposatthá của từng các vị Phật quá khứ thì khác nhau. Do vậy mà Đức Thế Tôn mới thuyết lên ba cái bài kệ này: không làm mọi điều ác, trau dồi việc thiện, thanh lọc tâm. Đó là lời giáo huấn của chư Phật. Hành pháp nhẫn lại là khổ hạnh cao thượng nhất, niết bàn là tối thượng, chư Phật dạy. Đúng vậy, người gây tổn hại cho kẻ khác không phải là bậc xuất gia, bậc sa môn, không hề áp bức ai. Câu số 185 là không lăng mạ, không gây tổn hại, tự thu thúc, đúng theo giới luật căn bản, ẩm thực tiết độ, sống ẩn dật, chuyên cần, tinh tấn, phát triển chánh niệm tỉnh giác cao thượng. Đó là giáo huấn của chư Phật. Đó là cái bài kệ mà con xin đọc đến chư Tăng và sư xin đọc đến tất cả quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào chia sẻ về lời chư Phật dạy. Đức Phật dạy cái câu kệ 183 là không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Như vậy thì chúng ta phải hiểu điều ác là gì? Điều ác chính là sát sanh, trộm cắp, tà dâm,
nói dối, uống rượu, điều ác ở đây là tham, sân, si, tà kiến, vô minh, không hiểu được các pháp phủ vi là vô thường, là khổ, là không phải thuộc sở hữu của mình hay của ai cả. Điều ác ở đây chính là chúng ta không biết về đối tượng thị giác, không hiểu được đối tượng thị giác, không hiểu được cái thấy. Chúng ta không hiểu được âm thanh, chúng ta không hiểu được cái nghe. Chúng ta không hiểu được mùi, chúng ta không hiểu được cái ngửi mùi. Chính vì chúng ta không hiểu được các cái căn môn của chúng ta, nên chúng ta bị trói buộc bởi tham, bởi sân, bởi si. Và chúng ta chấp thủ những cái đối tượng thị giác, âm thanh, mùi vị hay là cứng mềm này, chúng ta cho nó là con người này hay con người kia. Từ đó tâm của chúng ta nó mới hình thành nên những cái tưởng. Chấp vào cái tôi, cái của tôi. Và từ đó cái thân chúng ta làm bất thiện, cái khẩu chúng ta nói bất thiện, và cái suy nghĩ của chúng ta nói bất thiện. Và điều ác ở đây chúng ta biết rằng thân khẩu ý phần thô, như là chúng ta chửi bới, chúng ta nói những cái lời đâm thập, chúng ta nói những cái lời ác độc, hay là thân của chúng ta thì sát sanh, trộm cắp, tà dâm, đó là những cái điều ác. Nhưng mà cái điều ác, những cái bà con họ hàng của những cái điều ác này nó rất là nhiều. Và nó còn tiềm ẩn từ vô lượng kiếp. Đó là những cái lậu hoặc, là những cái asawa. Chứ vậy mà ngày nào mà cái asawa này, cái lậu hoặc này nó không được đoạn diệt thì không có cách nào mà chúng ta có thể ngưng được cái điều ác này. Và tất cả chúng ta nghe giáo pháp của Đức Phật Tam Tạng Kinh Điển, nhưng mà tâm của chúng ta thì luôn luôn là cứ muốn nghĩ rằng đi tìm một cái gì đó, một cái phương pháp nào đó để mà chặn đứng cái phiền não, để mà không không cho những cái phiền não này, không cho làm những cái điều ác bằng thân, bằng khẩu, bằng ý này. Chính những cái điều đó cũng là một cái điều ác vô cùng lớn. Mà giáo pháp Đức Phật dạy cái con đường tứ niệm xứ để làm cái gì? Con đường tứ niệm xứ Đức Phật nói cái chánh kiến, tức là
phải có minh. Minh là gì? Minh là phải hiểu được tất cả những cái thực tại trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Những cái thực tại này nó rất là gần gũi nhưng mà chúng ta bỏ quên nó. Chúng ta không cho cái nghe là khổ đế. Chúng ta không cho cái tham ái, cái hỷ tham về cái lời nói đó là tập đế. Chúng ta chỉ nhớ mỗi cái là cái này là tôi, là của tôi thôi, chứ chúng ta hầu như hàng ngày chúng ta quên những cái này là pháp hết. Và nó sanh lên sức đổi bình nhật của chúng ta. Tại sao chúng ta để ý trong các ngài thuở xưa, từ ngài Xá Lợi Phất, nghe tất cả mọi cái người cư sĩ, tại sao người ta nghe pháp Đức Phật, người ta đắc đạo ở ngay ở đó. Chẳng có ai ngồi thiền mà 2-3 tiếng đồng hồ cả. Không có cái chuyện đó. Chúng ta để ý suốt trong cái kinh điển mà coi, chúng ta đã quên rất nhiều những cái điều đó. Là cái pháp nó đang hiện khởi như vậy. Cái tứ niệm xứ là cái gì? Cái tứ niệm xứ là nó trọn vẹn về tỉnh thức, trọn vẹn về những cái gì đang có mặt. Nếu mà lúc nó vô minh, nó sanh khởi, mà sau khoảnh khắc đó mà không có minh để biết được cái vô minh đó, thì lại tiếp tục một khoảnh khắc vô minh nữa mà thôi. Nhưng mà ngày nào chúng ta còn vô minh về những cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm, cái suy nghĩ của chúng ta, thì ngày đó không sao mà chúng ta ngăn chặn được điều ác, ngăn chặn được phiền não. Chúng ta có làm cách nào, chúng ta có thuyết pháp giảng đạo của Đức Phật cách nào đi chăng nữa, thì ác pháp vẫn còn nguyên ở đó, không có gì nay chuyển được cả. Chúng ta thử hỏi thực sự mình xem là chúng ta có đủ cái niềm tin vào lời dạy của Đức Phật, có đủ niềm tin là giáo pháp của Ngài đang sống động trên những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng rất đối bình nhật trong đời sống hàng ngày của mình hay không? Nếu như mà chúng ta chưa thấy được nó thì chúng ta chưa thấy pháp là gì hết. Chúng ta cũng chưa thấy đâu là quả, đâu là nhân, đâu là phiền não. Không thấy được. Chúng ta cũng không thể thấy được đâu là bất thiện, đâu là thiện, đâu là vô ký. Không biết được cái pháp nào là vô ký, không biết được cái pháp nào là thiện, không biết được cái pháp nào là bất thiện, không biết được cái phiền não, cái sự hiện diện có mặt của nó như thế nào. Và cái người nào đó nói rằng là tôi phải thực hành một cái pháp nào đó để đạt được sự giác ngộ, người đó đã không hiểu về lời dạy của Đức Phật, các pháp thực tại nó thâm sâu đến mức độ như thế nào. Không bao giờ có chuyện đó, bao giờ có chuyện đó. Người đó có nói hay cách nào trong giáo pháp của Đức Phật cũng đều bị bẻ lái hết, không đúng cái quy trình của các pháp duyên khởi và cái sự đoạn diệt của chúng. Cái thấy nó sanh lên
nó có cần bạn tạo ra nó được không? Không. Bạn có thể chọn được cái đối tượng thị giác này hay đối tượng thị giác kia được không? Không. Và cái thấy nó có thể sanh một lúc hai cái tâm thấy ở hai con mắt liền được không? Không bao giờ có. Liệu rằng nó có hai cái tâm nghe nó sanh khởi cùng một lúc ở hai tai không? Không bao giờ có chuyện đó. Liệu rằng cái tâm thấy này nó có nghe âm thanh không? Không. Như vậy chúng ta phải hiểu được cái đối tượng của thị giác thì chúng ta mới hiểu được cái quả của chúng. Chúng ta hiểu được cái quả của chúng thì chúng ta cũng biết được cái phiền não của chúng, cái nhân duyên của chúng. Và chúng ta mới hiểu được cái sự diệt của chúng và cái con đường đoạn diệt của chúng nằm ngay ở trên những cái pháp này. Tứ Thánh Đế nằm ngay ở trên đây. Đức Phật khuyên chúng ta bài học này là không làm mọi điều ác. Và chúng ta biết là lời này là lời dạy của chư Phật. Nó thâm sâu vô lượng, không như chúng ta nghĩ rằng tôi sẽ làm cái điều này, điều kia để không có ác pháp. Mà Đức Phật dạy không làm mọi điều ác, thì bạn phải thấy được điều ác là gì? Và nguyên nhân sanh ra điều ác là gì? Và cái con đường nào, cái sự thế nào là sự diệt tận điều ác, và cái con đường nào để chấm dứt cái điều ác này? Tại sao cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm nó vẫn có, sau cái khoảnh khắc thấy nghe nó vẫn có bất thiện nhưng mà nó không tạo ra nghiệp ác? Đó là ở cái dạng tích lũy phiền não của nó. Mà tại sao mà nghiệp Đức Phật này chỉ cho là nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý? Mà nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý này không phải là cái thân mà bắt cái cảnh xúc, mà cái thân này, nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý này chính là cái tâm bất thiện nó tạo ra khẩu biểu chi và thân biểu chi. Nó biểu lộ cái hành động, cái cử chỉ ác hạnh của nó ra bên ngoài. Không làm mọi điều ác. Đức Phật không biểu chúng ta là chặn đứng hay là ngăn một cái điều gì đó, mà Đức Phật dạy chúng ta là chúng ta phải hiểu rất rõ về bất thiện, về phiền não và về các cái đối tượng của chúng. Như vậy điều ác ở đây thì thân có, ý có ba phải không? À. Thân ba và khẩu bốn. À. Mà chúng ta đã học rất nhiều rồi. Vậy khi nào chúng ta, chỉ khi nào chúng ta thực sự thấy được các pháp như chúng là, là gì? Là vô ngã và vô nghĩa, không mang một cái ý nghĩa gì cả, thì cái thấy, cái nghe, cái ngửi trong đời sống hàng ngày chúng ta mới bất động với chúng được thôi.
Khi nào chúng ta không hiểu được, cái nghe này chỉ là một âm thanh, và cái tâm nghe này chỉ là một khoảnh khắc, không có ai nghe ở đây cả, và cái nghe này nó không làm thêm bất cứ một cái công việc gì ngoài nghe cái âm thanh in dấu vào và nó diệt đi. Và âm thanh nó là một sắc pháp, nó in dấu lên nhãn nhĩ căn, và cái duyên đó làm cho một cái danh pháp sanh khởi, đó chính là nhĩ thức, là quả của nghiệp. Và khi người đó đã hiểu được quả của nghiệp này do nghiệp thiện hay bất thiện tạo tác, ngay đó chánh chi kiến đã có mặt, đã nhận diện được quả thì sẽ hiểu được nhân, và không còn phản ứng với cái âm thanh đã diệt đi đó nữa, không cho là cái âm thanh này là cái gì đó nữa. Thì khi đó không có sự phản ứng từ nơi tâm thì phiền não mới không có mặt. Và lúc nó không có mặt như vậy thì mới nhận diện được chánh niệm là như thế nào. Và khi nào chúng ta mới hiểu được chánh niệm và tỉnh giác nó quan trọng đến mức độ như thế nào, thì chúng ta mới thấy được rằng chỉ có thực tại này, chỉ có ở với thực tại này trong đời sống hàng ngày để thấy được rằng tất cả những thực tại đều độc cư hết. Tham cũng chỉ độc cư, sân cũng chỉ độc cư, không có một pháp nào chung, nó vừa sanh lên là diệt mất liền. Độc cư không có nghĩa là bạn ở một cái nơi thanh vắng, không phải như vậy. Khi nào chúng ta hiểu được từng cái pháp đó thì mới nói đến cái chuyện mà không làm mọi điều khác được. Và chúng ta để ý đó, các sư cũng vẫn tu, quý vị cũng vẫn tu phải không? Rất là tinh tấn phải không? Như tinh tấn của chúng ta đa phần là bị lọt vào tà tinh tấn hết đó. Chúng ta vẫn tham, sân, si nhiều, thật nhiều. Vì chúng ta không hiểu được các pháp trong đời sống hàng ngày. Khi nào mà chúng ta hiểu được đối tượng thị giác, đối tượng thị giác nó có đi không? Có đứng không? Có nằm, có ngồi không? Có biết nói, biết cười, biết vui, biết buồn không? Khi nào chúng ta hiểu được cái đối tượng thị giác đó là gì? Nó chỉ là một thực tại vô chi vô giác, in dấu nơi nhãn căn, và đối tượng của một danh đó là nhãn thức sanh khởi. Lúc đó chúng ta tỉnh giác không có thấy bất cứ một cái khoảnh khắc nào của đối tượng thị giác là người này hay người kia, hay là cái này cái khác. Liệu rằng cái đối tượng thị giác nó có phải là nóng, là lạnh, là căng, là trùng không? Liệu rằng cái nhãn thức này nó có kinh nghiệm được cái nóng, cái lạnh, cái căng, cái trùng không? Không thể được. Như vậy thì thế giới của mắt là khác, thế giới của tai là khác, thế giới của mũi là khác, thế giới của lưỡi là khác, thế giới của thân là khác, thế giới của ý và các pháp là khác. Khi chúng ta hiểu được từng cái thực tại này nó không phải là ai cả, thực sự vô ngã, thì mới nói đến cái chuyện mà không làm mọi điều ác này. Về con đường nào? Chỉ con đường duy nhất tứ niệm xứ phải không? Nhưng mà khổ một lỗi ha. Tứ niệm xứ bây giờ nó có hàng trăm hàng ngàn cái phương pháp để giảng dạy, truyền đạt về tứ niệm xứ. Nhưng mà trong Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Phật dạy rất rõ về pháp duyên sanh.
Mà nếu các pháp này nó duyên sanh như vậy, nó đang ở đâu vậy, thì liệu rằng chúng ta có một cái phương pháp nào để đổi cái thấy thành cái nghe, hay đổi cái tham thành cái sân lúc mà nó đang có mặt hay không? Không cách nào có được hết. Như vậy tứ niệm xứ này là thiết thực hiện tại. Tứ niệm xứ là chỉ có những sát la hiện tại được kinh nghiệm bởi trí tuệ mà thôi. Như vậy trí tuệ này nó bắt nguồn từ đâu? Nó bắt nguồn từ ngồi thiền, ngồi, hay bắt nguồn từ phương pháp? Không. Nó bắt nguồn từ lời dạy thâm sâu của Ngài, từ pháp học. Và cái pháp học này Đức Phật dạy cho chúng ta về uẩn xứ, giới đế và duyên sanh của các pháp như thế nào. Chúng ta không hiểu được pháp duyên sanh này, không hiểu được đối tượng thị giác và con mắt. Hai cái đối tượng thị giác in dấu vào con mắt làm phát sanh ra nhãn thức. Và ba cái pháp này, đối tượng thị giác, rồi nhãn thức và con mắt hội họp xúc sanh khởi. Từ cái xúc này gọi là nhãn xúc, và từ cái xúc này sanh ra một cảm giác, đó là thọ, gọi là nhãn thọ. Và từ cái thọ này, nếu không như lý tắc ý thì nó làm duyên cho thọ khổ, thọ lạc, thọ phi khổ, phi lạc, hay là ái sanh khởi. Từ ái này đưa đến chấp thủ, và từ thủ đưa đến hữu, từ hữu đưa đến sanh, từ sanh đưa đến già đâu chứ, phải không? Ừ. Như vậy Đức Phật dạy không làm mọi điều ác, là chúng ta phải hiểu, là chúng ta phải có minh kiến về các pháp, phải hiểu được từng pháp trong đời sống hàng ngày. Nếu không có cái thấy, chắc chắn một điều, không có cái ác, không có cái tham về cái đối tượng được thấy, không có cái nghe thì không có cái tham về cái được nghe, sân về cái được nghe, hay là cái xúc chạm ngửi mùi, phải không? Và chúng ta thấy rằng vô minh thì nó lớn khủng khiếp. Nó lớn khủng khiếp. Nó lớn tới mà chúng ta không thể tưởng tượng được nó. Đã nói với các bạn rằng đừng bao giờ mà chúng ta học giáo pháp mà chúng ta quên đi cái thấy, cái nghe, cái ngửi trong đời sống hàng ngày. Nếu các bạn quên những cái thứ này là các bạn quên cái lý tứ thánh đế, các bạn quên cái niết bàn nó ở đâu. Chúng ta có yêu quý giáo pháp Đức Phật không? Chúng ta có quy y Đức Phật không? Không, khi nào người đó chưa thấy pháp Đức Phật, chưa thấy được cái thực tại một chút nào về đời sống hàng ngày, chúng ta chưa có quy y Ngài được. Chưa bao giờ quy y Ngài được. Chúng ta chưa thấy giáo pháp của Ngài. Tại sao Ngài lại nói rằng giáo pháp giới luật của Như Lai là thầy của các con? Quý vị nhớ là chúng ta chạy theo một ai đó, một cái con đường nào đó, một cái phương pháp nào đó, chúng ta đã xa rời với cái lời của chúng ta quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng này. Không thể nào mà chúng ta nói là chúng ta không thể làm điều ác được, phải không? Điều đó là rất tự nhiên. Mà tại sao Đức Phật lại nói không làm mọi điều ác ở đây?
Bởi vì Ngài là bậc toàn tri diệu giác, cái con đường lý tứ thánh đế Ngài đã thành tựu trọn vẹn. Cái câu mà không làm mọi điều ác này chúng ta phải hiểu rất là sâu sắc. Đức Phật dạy về cái gì? Thứ nhất là chúng ta phải hỏi điều ác là gì? Đó, 10 điều ác, và cái ác này, thân khẩu ý, nghiệp của nó, và cái điều ác này nó ở đâu? Nó ở ngay sau khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng của chúng ta. Kể cả là chúng ta thọ nhận vật dụng của ai đó, đôi khi nó cũng là một điều ác nữa. Mặc dầu người đó cho, tặng, biếu, chúng ta chỉ việc nhận thôi, nhưng nó cũng là một điều ác nữa đó. Chúng ta không hiểu được những cái phiền não, không hiểu được cái bất thiện nó như thế nào, cái lậu hoặc của nó như thế nào, thì không có cách nào mà không làm mọi điều ác được. Vậy không làm mọi điều ác là đã nói về vấn đề đó rồi. Bây giờ thành tựu mọi hành lành. Khi nào chúng ta hiểu được thiện chân đế của nó, bất thiện chân đế của nó, tức là những cái phiền não chân đế của nó ở trong tâm của mình đó, thì lập tức là chúng ta sẽ thành tựu các hạnh lành liền. Chúng ta làm việc bố thí này kia, chúng ta không có chạy theo cái con người nào, sư thầy nào, mà chúng ta làm việc bằng cái chánh chi kiến, bằng giới, bằng hạnh, bằng định, bằng tuệ. Chúng ta bố thí đúng pháp chứ không phải bố thí sai pháp. Giữ giới hạnh đúng pháp chứ không phải giữ giới hạnh theo kiểu lơ mơ. Vì chúng ta trí tuệ nó thấy được thực sự nguy hiểm của phiền não, nguy hiểm của luân hồi. Cái chỗ này mới gọi là thành tựu các hạnh lành. Nhớ nha. Tâm ý giữ trong sạch. Tâm ý giữ trong sạch là chúng ta giữ bằng gì? Bằng giới, bằng định, bằng tuệ. Giới là gì? Giới không phải là chúng ta xin giới không. Giới chúng ta phải hiểu là những giới là cách cư xử trong đời sống hàng ngày. Cái người nào hiểu được thiện, bất thiện, rõ ràng thấy cái sự nguy hiểm của bất thiện và thấy được các pháp vô ngã, thấy được cái sự luân hồi, thấy được cái sự vô minh, trong thân khẩu ý của chúng ta nguy hiểm đọa lạc như thế nào, thì tự động có giới hạnh thôi. Chánh kiến ở đâu, tâm từ nó sẽ ở đó, sự chân thật nó sẽ có ở đó, giáo pháp nó được hiện khởi như thật ở đó. Còn không á thì nó lấp liếm che mờ hết. Bản chất của nó là như vậy, chứ ở thế giới này không có ai cả, thưa quý vị. Chỉ có vô minh và minh thôi. Chỉ có vô minh và minh thôi. Chứ không có cái con người ở đâu cả để mà chúng ta tự ái hay là làm một cái điều đó gì đó. Các bạn có muốn giải thoát thì các bạn cũng vẫn phải tìm về cái chân lý nguồn cội của lý tứ thánh đế mà Đức Phật dạy ngay trong đời sống hàng ngày. Bạn phải tự khởi minh lên cho mình. Không có ai làm cho mình sanh khởi minh cả. Đức Phật chỉ giác ngộ cho chính một mình tâm của Ngài thôi. Và Ngài dạy giáo pháp đó, cái người đó phải tự ý thức, tìm hiểu cho kỹ lời dạy của Ngài và bước đi trên đó, tự mình giải thoát cho chính mình. Không có ai giải thoát giúp chúng ta cả. Nên là hải đảo tự thân là như vậy. Tâm ý giữ trong sạch thì chúng ta biết là giữ bằng giới, bằng định, bằng tuệ. Giới để ngăn ngừa những cái điều ác, thô. Định là
làm cho những cái phiền não được đè nén. Còn tuệ với tứ niệm xứ là nhổ tận gốc những cái lậu hoặc, những cái tiềm miên do cái sự tích lũy vô lượng kiếp luân hồi. Và chúng ta biết là tứ niệm xứ, khi mà vào được tứ niệm xứ đó thì xin thưa mấy quý vị rằng là nó quá là dễ rồi, phải không? Nhưng mà cái đường vào tứ niệm xứ này nè, nó mới có hàng vạn hàng nghìn cái lời thích. Chúng ta bị lầm lạc ở trên đó. Nhưng mà chắc chắn một điều rằng người nào bắt đầu từ cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm sẽ bắt đầu khám phá ra được à, quả là như thế nào, nhân là như thế nào, phiền não là như thế nào, đối tượng thị giác là như thế nào, đối tượng của nhĩ thức là như thế nào, đối tượng của tỷ thức là như thế nào, đối tượng của thiệt thức là thế nào, đối tượng của thân thức là thế nào. Và cái thấy đó thì chẳng có thể ai bắt được nó là đừng có thấy. Và cái thấy nó đang hiện khởi mà không hiểu được nó thì làm sao hiểu được pháp khác? Cái đang có không hiểu thì hiểu về cái gì? À, chúng ta ngồi nhắm mắt lại để hiểu cái thấy ư? Không bao giờ. Cái thấy sanh khởi chỉ khi nào cái đối tượng thị giác in dấu vào lên mắt. Lúc chúng ta nằm mơ thấy người này người kia, thấy thành phố này thành phố kia, đó không phải là cái thấy, đó không phải là cái được thấy. Và chúng ta thì mơ suốt cả ngày lẫn đêm. Thực sự chúng ta chỉ vô minh về cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm trong đời sống hàng ngày thôi. Cho là cái này cái kia thôi. Cái đối tượng thị giác này thì chúng ta cho là đàn bà đẹp, đàn ông đẹp. Cái đối tượng thị giác này chúng ta cho nhà đẹp. Đối tượng thị giác này chúng ta cho đàn em bé đẹp. Đối tượng thị giác này chúng ta cho là búp bê đẹp. Đối tượng thị giác này chúng ta cho là miếng vải đẹp, cái quần đẹp. Nhưng mà đối tượng thị giác thì nó không có đẹp, nó không có biết nó đẹp. Nó không biết nó là đàn bà, đàn ông, là cái chi cả. Ai thấy pháp người đó thấy Như Lai phải không? Ai người ta cũng nói thực tại hiện tiền. Nhưng mà thực tại hiện tiền là cái gì? Chính là cái này nè, âm thanh nè, màu, mùi, vị, dưỡng chất. Đời sống của chúng ta quanh quẩn chỉ có 12 cái sắc này trong đời sống hàng ngày là nhiều. Đó là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. Và gì? Màu là 6, mùi là 7, vị là 8, âm thanh là 9, cứng, mềm, nóng, lạnh là 12. 12 cái sắc thô này ở trong đời sống nó sanh khởi suốt cả ngày mà chúng ta còn không hiểu được nó nữa mà. Mà nếu chúng ta không có hiểu cái điều này, làm sao mà không làm mọi điều ác được, phải không? Không thể nào mà không làm mọi điều ác được. Chúng ta thấy tiền có tham không? Thấy xe hơi có tham không? Thấy nhà lầu có tham không?
Nhưng mà tham hơn nữa là gì? Là cái thấy. Nhớ như vậy, chúng ta mà mất cái thấy đi rồi thì tất cả những cái cảnh đẹp, nhà lầu, xe hơi, chỗ du lịch này kia, người ta khen đẹp cỡ nào đi chăng nữa, chúng ta cũng buồn lắm. Thậm chí chúng ta còn tự giận chúng ta chết nữa. Để cho chúng ta thấy chúng ta dính mắc vào cái thấy nó như thế nào, dính mắc vào cái nghe nó như nào, cái ngửi, cái lớn, cái xúc chạm nó như thế nào. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là ôi, tôi biết pháp của Đức Phật, tôi thuộc hết cái kinh này, cái kinh kia. Đừng có nghĩ như vậy mà sai lầm, thưa quý vị. Mỗi lời nói của Đức Phật vô cùng thâm sâu. Cái bài kinh Chuyển Pháp Luân Đức Phật dạy đây đi. Mắt là vô thường phải không? Cái gì vô thường là khổ phải không? Cái gì khổ? Có quán cái ấy là ta là của ta hay không? Chúng ta đọc như vậy nhưng chúng ta không thấy được cái lý thâm sâu Đức Phật dạy. Chúng ta cứ ngỡ là Đức Phật dạy về thần thông thắng trí. Chúng ta đi tìm hết cái chỗ phương pháp này phương pháp kia. Và chúng ta quên mất rất đối bình thường những cái thấy nghe ngửi nếm đụng nóng lạnh trong đời sống hàng ngày. Nó chính là chân lý để chúng ta giác ngộ ra khỏi sanh tử luân hồi. Nó đâu có còn cái gì nữa. Đức Phật đã nói nó chỉ có tứ đại. Tất cả cái thế giới này chỉ có tứ đại. Không có cái con người nào cả. Và tất cả cái thế giới này chỉ có những cái thức này nó kinh nghiệm các cái tứ đại khác nhau. Nó sanh diệt do không như lý tác ý, mà tham nó sanh khởi, sân nó sanh khởi, si mê nó sanh khởi, tà kiến nó sanh khởi. Có cái gì nữa đâu. Nên là không làm mọi điều ác là chúng ta phải hiểu rất rõ về điều ác là như thế nào. Như lúc nãy chúng con đã trình bày với Chư Tăng, chúng tôi đã trình bày với quý vị. Điều ác ở đây chính là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Hay là tham, sân si, tà kiến, đúng không? Thành tựu các hạnh lành. Thì chúng ta biết rồi, bố thí 10 thiện nghiệp sự. Tâm ý giữ trong sạch. Là khi mình hiểu có chánh chi kiến thì mình... Nếu thuận duyên cho mình về thiền định thì mình phát triển những cái tầng thiền định. Và rồi mình phát triển cái con đường tứ niệm xứ. Và khi nào chúng ta hiểu được cái thấy cái nghe nó chính là tứ niệm xứ đó. Đừng ai nghĩ rằng hiểu được cái thấy cái đối tượng được thấy là nó dễ dàng, thưa quý vị. Đừng có nghĩ rằng mà chúng ta thoát khỏi được nó. Đừng có nghĩ rằng là trời ơi, tôi không tham cái đối tượng được thấy được nghe. Trời ơi, xin thưa với quý vị rằng là nó khó đến mức độ mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Mất nhiều nhiều kiếp sống, và nhiều kiếp sống đó phải vun bồi chánh chí kiến lời Đức Phật dạy mới thoát qua khỏi những cái màu mùi vị âm thanh trong đời sống hàng ngày nè. Đến A-la-hàm mới thoát khỏi được năm dục này nè. Đừng có tưởng là cái màu mùi vị dưỡng chất này chúng ta không có đoái hoài vì nó. Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta ngồi, chúng ta tìm một cái phương pháp nào đó để chúng ta có thể đạt được một cái gì đó, mà chúng ta không hiểu về những cái thứ này. Là chính những cái thứ này do không hiểu biết mà tham ái dính mắc tà kiến trôi năng ở đây nè. Như vậy bài pháp ngày hôm nay chúng con xin trình bày, thời gian nó rất là giới hạn. Và thực sự con thuyết pháp như này á là con phải cố gắng dữ lắm, bởi vì không có soạn được, bởi vì nó ở trong cái câu pháp cú đó. Mình phải làm sao cố gắng hiểu được nhiều nhất có thể lời Đức Phật dạy để truyền đạt. Và mình đi xa khỏi cái lời Đức Phật dạy là mình đã đi sai. Do vậy chúng chỉ thuyết những cái điều mà làm cho phát sanh một cái sự hiểu biết nào đó. Chỉ cần một khắc mà người Phật tử hay là chư đại đức tăng nghe để phát sanh một chút trí tuệ
Đó là một điều vô cùng hạnh phúc, còn thuyết cả một bài pháp mà người ta không hiểu, người ta chán lãng. Thì đó là mình đã không đem đến cái duyên để cho cái con đường thánh đạo sanh khởi. Phần phước phát sanh lên chúng con xin kính dâng đến tất cả chư tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quý thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương, Càn Thác Bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, a tu la, di đà, và kính chúc lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử ở gần ở xa. Mong quý vị tùy hỷ phước báo cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài và sớm nhiễu ngộ được lý thứ thánh đế, chứng đắc niết bàn đồng đều nhau cả thảy. Phước báo này công nguyện là nhân là duyên, thành tựu ba la mật, thành tựu trí tuệ, trí kiến và chứng đắc đạo quả ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp của Đức Thế Tôn vô thượng, vì sanh tử luân hồi là khổ đau. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú làm thai, chúng con thành kính tri ân sự tuệ nhẫn đã giảng nghĩa từ dựng thuyết giảng duyên sự và ý nghĩa câu pháp cú số 183 cho Phật tử chúng con hiểu rõ, thành kính tri ân sư. Sau đây chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho đạo tràng để chúng con được tròn đủ phước báo. Con kính dâng mít đến sư. Ông tu sắp bằng mang ra lăng ra khăn tu sắp bê đê của ta sắp bằng bùa đà nữ phá quê nữ sa đà sở thi phong quân tu tê. Và quá tu sắp bằng mang ra lăng ra khăn tu sắp bê đê của ta sắp bằng hàm má nữ phá quê nữ sa đà sở thi phong quân tu tê. Và quá tu sắp bằng mang ra lăng ra khăn tu sắp bê đê của ta sắp bằng sang khá nữ phá quê nữ sa đà sở thi phong quân tu tê. Tất cả phương báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thành lợi thường thiện đến người, cầu xin cho quá có tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú, sa thú. Chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính, đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng nghe pháp hồi hướng. Gia nay quá ta san ti vi ha ra wa si ni thu ve ga re bu thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa văn tu bù chi ta so thiên ca ron tệ tha vi ha ra măng đa lê thể ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi đa đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sa pa na pu ta su ki ta pa văn tu tê cha la bu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se da cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa răng pa ti cha te sap pe pi duk kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu ki răng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha put ga la sang kho ho tu sa ma go wa Atha ya cha hi ta ya cha Am he rat khan tu sắc thầm mô Sắp bê bi thầm ma cha ri đô Vút thêm thầm pa phu ne ya ma Thầm ma ri ya pa quê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ dựng chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, nghe pháp xin xuống mic.